chào các bạn, mình đang có mặt tại Vida, địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì ở đây mình có một cái màn hình touchscreen, đây chính là cái chiếc màn hình touchscreen đi kèm với cái chiếc đầu karaoke K10. Thì cái kích thước màn hình của chiếc touchscreen này là 22 inch. Thì ngoài bản 22 inch thì bạn còn có thêm một lựa chọn nữa, đó là một cái bản màn hình touchscreen 19 inch. Đó, thì ở cái video clip ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái chiếc màn hình touchscreen này của chiếc đầu karaoke K10. Đó, thì cái bản 22 inch khá là to. Đó, tuy nhiên thì nó càng to thì sử dụng càng sướng, bởi vì khi thao tác tìm kiếm chọn bài trên cái màn hình touchscreen thì nó sẽ dễ dàng và năng động hơn rất là nhiều so với khi bạn sử dụng cái chiếc remote truyền thống. Bởi vì cái chiếc remote truyền thống của cái chiếc đầu karaoke K10 này nó khá là nhỏ và thao tác rất là khó chịu. Đó, thì cái chiếc màn hình touchscreen này được thiết kế khá là sang trọng với cái phần vỏ bên ngoài tuy bằng nhựa nhưng mà nó là nhựa khá là chắc và chất lượng. Nó nhám ở phía sau ở đây, ở phần viền thì nó có thêm một cái viền vàng gần như là ton xịt ton với cái chiếc đầu karaoke K10, bởi vì trên cái chiếc đầu karaoke K10 nó cũng có những cái chi tiết cách điệu ở phần mặt trước và một cái tấm nhôm màu vàng rất là đẹp ở đây. Sự phối màu giữa màu vàng đồng cùng với cái màu vàng màu trắng sữa rất là đẹp, làm cho cái chiếc màn hình touchscreen này khá nổi bật. Thì cái chiếc màn hình touchscreen này để điều khiển được thì nó có hai cái phần. Thứ nhất đó là một cái dây Vega, thì đây là cái dây giúp xuất tín hiệu hình ảnh từ cái chiếc đầu karaoke xuống màn hình touchscreen, và một cái dây nữa đó là cái dây để xuất cái tín hiệu điều khiển từ cái chiếc đầu karaoke xuống màn hình touchscreen. Đó, thì đây là những cái sợi dây xuất tín hiệu điều khiển đây. Đó, thì ở phía sau của cái màn hình touchscreen này nó có những cái nút bấm, tuy nhiên những cái nút bấm này cái nó khá nhỏ, chữ ở đây và một cái đèn led. Đó, cũng như là ở đây có 1, 2, 3, 4, 5 cái nút bấm. Nút đầu tiên là cái nút power để khởi động, nút tiếp theo đó là cái một cái đèn led để biểu thị cái trạng thái hoạt động hay không hoạt động của cái chiếc màn hình touchscreen này. Nút thứ ba, cái nút thứ hai, xin lỗi, đó là cái nút auto để tùy chỉnh, để cân chỉnh lại cái kích cỡ màn hình. Tiếp theo nữa là cái nút menu đó, và cái nút up rất là nhiều ở đây. Tuy nhiên hầu như chúng ta không sử dụng những cái nút này, chúng ta chủ yếu là sử dụng cái nút power để tắt mở cho cái màn hình, bởi vì trong quá trình sử dụng, đặc biệt là sử dụng tại các quán karaoke kinh doanh thì việc tùy chỉnh những cái thông số đã được chúng ta thiết lập sẵn rồi. Đó, đó thì đây là cái mặt trước của chiếc touchscreen karaoke K10 với cái màn hình khá là to, 22 inch. Đó, nhưng mà đã nói càng to càng sử dụng càng sướng. Đó, khi mua một cái chiếc màn hình touchscreen này thì chúng ta còn đi kèm thêm một cái chân đứng ở đây, thì nó được cho khá là kỹ, nó bằng kim loại, có vẻ là bằng sắt, được sơn màu đen. Đó, đồng thời chúng ta còn có thêm một vài những cái phụ kiện, chẳng hạn như là một cái cọng dây len để kết nối với đầu karaoke và xuất cái tín hiệu điều khiển xuống cái màn hình touchscreen, một cái cọng dây hỗ trợ đó để kết nối với dây len, và một cái adapter ở đây. Đó, cái adapter giống như adapter của laptop vậy, hai khúc. Đó, thì như mình nói là với cái màn hình touchscreen thì việc điều khiển cũng như là tìm kiếm, bấm chọn hay tất cả những cái thao tác khi sử dụng cái chiếc đầu karaoke K10 sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều khi chúng ta sử dụng cái chiếc remote truyền thống. Và cái chiếc màn hình touchscreen này rất là tiện lợi và phù hợp với những cái phòng karaoke kinh doanh hiện nay. Nó vừa giúp cho khách hàng của bạn thao tác dễ dàng, sử dụng dễ dàng cái chiếc đầu karaoke trong dàn karaoke, mà nó còn giúp cho cái phòng karaoke cũng như dàn karaoke của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn rất là nhiều trong quá trình sử dụng. Thì cái chiếc màn hình touchscreen này có giá bán khoảng 5 triệu đến 6 triệu đồng. Mặc dù mua lẻ hay là mua kèm với cái chiếc đầu karaoke K10 thì cái giá nó vẫn vậy, rất là tốt. Thì hiện nay cái chiếc màn hình touchscreen này đang được bán tại Vida ở địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10, hoặc 105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1. Thì để có những thông tin chi tiết hơn về cái chiếc màn hình touchscreen này, hoặc là sử dụng và trải nghiệm trên cái chiếc màn hình touchscreen này hoàn toàn miễn phí, thì mời bạn đến Vida. Còn bây giờ, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip lần sau.